Sáng ngày 2 tháng 11, lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06, Bộ Công an cho biết liên quan việc nâng cao công tác quản lý, minh bạch thị trường bất động sản, Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, nghiên cứu, đề xuất giải pháp, bổ sung thông tin địa chỉ số quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ngân hàng, khai báo địa chỉ số của cá nhân, tổ chức trên VNeID, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành. Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục Phó C06 cho hay, bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ chủ trì, làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nghiên cứu, đề xuất giải pháp tích hợp tiện ích sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID, bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo, lãng phí. Đại tá Vũ Văn Tấn cho rằng, việc triển khai các giải pháp tổng thể, trong đó xây dựng, hoàn thiện giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đánh giá khả tính khách hàng vay, nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện ứng dụng VNeID, tích hợp các tiện ích quản lý xã hội, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, theo nhiệm vụ được giao tại đề án 06 là vô cùng cấp thiết và đặc biệt quan trọng, góp phần minh bạch thị trường bất động sản, thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Sáng ngày 2 tháng 11, ông Nay Y Sét, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, cho biết các lực lượng chức năng cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Hinh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một người phụ nữ mất tích tại vùng bán ngập ở lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Trước đó, sáng ngày 31 tháng 10, một người phụ nữ, sinh năm 1993, trú tại thôn Y Ngao, cùng chồng và em gái, đi thuyền qua vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sông Hinh bẻ bắp. Đến trưa cùng ngày, cả ba lên một ghe nhỏ cùng hàng hóa để về nhà. Khi đến khu vực Bến 2A, thuộc địa phận thôn Y Ngao, đầu nguồn lòng hồ thủy điện Sông Hinh, thì bị lật ghe do nước lớn, chồng và em gái bơi được vào bờ, còn người phụ nữ bị nước cuốn trôi. Hiện nay thời tiết tại xã Sông Hinh vẫn còn mưa và nước sông tiếp tục dâng, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% đến 5,5% sau cuộc họp tháng 11 kết thúc đêm qua, cùng với xu hướng tăng của chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng mạnh, bất chấp khối ngoại vẫn bán ròng mạnh gần 330 tỷ đồng trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Vừa mở phiên giao dịch ngày 2 tháng 11, VN Index đã mở khoảng trống tăng giá, gáp tăng gần 10 điểm. Sau đó thị trường có chùng xuống để lấp gáp hở đầu phiên và sau đó nhanh chóng bật tăng mạnh mẽ. Sắc xanh bao trùm cả thị trường. Ngay cả những cổ phiếu giảm sâu trong các phiên trước, như bộ ba cổ phiếu nhà Vingroup thì cũng chỉ còn VIC giảm gần 1%, VRE và VHM đã lấy lại sắc xanh cùng tăng gần 1%. Ngay cả cổ phiếu MVKG sau khi sàn hai phiên liền trước cũng đã lấy lại sắc xanh trở lại. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo đưa cổ phiếu NVL, Novaland ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3 tháng 11 vì doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Trước đó, Novaland cũng gửi đề xuất đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo sau khi khắc phục các nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Đồng thời giải trình về nguyên nhân chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và thông báo về việc công ty đã hoàn thành công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Bên cạnh đó, Novaland cũng việc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong suốt 6 tháng qua. Sau khi được đưa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu NVL chốt phiên sáng đã tăng kịch biên độ lên 14.000 đồng một cổ phiếu với dư mua gần 4,7 triệu cổ phiếu. Sáng ngày 2 tháng 11, ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan chức năng đã đưa bé gái, khoảng 3 tuổi, đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý cha của cháu bé về hành vi hành hạ trẻ em. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 29 tháng 10, sau khi đi làm về, anh L, sinh năm 1984, trú thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm,
mở karaoke hát tại nhà riêng. Trong khi anh này đang hát thì vợ anh đem bé gái ra sân đánh, khiến cháu bé khóc lớn. Nghĩ rằng vợ đánh con để dằn mặt mình, anh L chạy ra sân đá con một cái vào mông, khiến cháu ngã nhoài. Liền lúc đó, anh L cầm hai chân của cháu bé lên và quẳng ra ngoài đường, khiến cháu bị rạn xương vai. Sự việc được camera an ninh ghi lại. Sáng ngày 2 tháng 11, Công an huyện Trảng Bom đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường DT767, khiến 4 người thương vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 60C37713 chạy trên đường DT767 theo hướng đi từ huyện Vĩnh Cửu về huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực thuộc địa phận xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với xe máy mang biển kiểm soát 60B911723 đang chạy hướng ngược lại. Cú tông với lực kinh hoàng khiến 4 nam thanh niên trên xe máy văng xuống đường, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.